Con mở quá không? À, giòn nãy giờ đây, thái táo này. Bay gốc ra nè. Ua. Gốc cái cây nó bềm. Chắc là nó tụt liền không? Ừ. Thấy không? Thấy không? Không thấy. Chắc nó lấy lấy cái điểm máy bên mình đang lấy mình nhồi lông mì nó rồi. Cá lô luôn. Anh cứ lấy mấy bè nhồi lông mì kìa chi. Lông mì nó cục rồi. Nó cứ nhồi cộng lông mũi cái chê nước mắt cho nó. Ăn lá dưới lửa, ăn cái chỗ lên. Đấy, đúng rồi. Đấy. Ăn vô được mấy cọng lông tơ rồi. Được 5 phút chưa? Đẹp chưa? Quần mày nó không có. Một. Cái này hiệp. Đấy. Cùng chiều lên tục. Nó xuống chiều nhanh xuống nha. Ngược cái giật lên đó, tụ hết. An biết là lợi không hi? Lợi lợi cho dân Vinh rồi. Thế không? Đấy là đi làm bên này được à, cái miệng nó ha mà nói. Nó luôn cái miệng đó mà. Bữa nhờ nó quay, nó không quay, thằng quý đó. Nó quay clip tròn rồi á, nó ưng lắm. Bữa mà ngủ ở nhà đó mà nó nói với một bài nó vô phá. Ủa nó leo quá vô nó đập cửa nó phá nửa đêm này chứ. Đầu mẹ. Ờ mày lũ nó mày á không à, hồi đó bạn đang cầm điện thoại không à. Lát con Liêm muốn đứa con cái rồi. Xác định không?
Không anh.